Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin VNews ngày hôm nay. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tuần nữa là chặng hai thăng long Valley Golf & Resort sẽ chính thức khởi tranh. Điều gì khiến ban tổ chức chọn sân đấu này, cũng như mong muốn ở chặng hai này là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của giám đốc giải. Ở chặng thứ hai ở khu vực phía Bắc ấy, thì chúng ta có thể thấy là ban tổ chức đã lựa chọn sân Thanh Lanh, bởi vì rõ ràng sân Thanh Lanh kể từ khi mà đi vào hoạt động thì chúng ta đều được biết rằng là Thanh Lanh là sân, nếu mà nói là một sân rất đẹp và clubhouse cực kỳ hiện đại. Và chúng ta nhìn tổng thể sân Thanh Lanh thì đó có thể coi là sân đẹp nhất ở khu vực miền Bắc cho đến thời điểm này. Và nếu mà nói là một trong số hai sân đẹp nhất của Việt Nam thì cũng không sai. Ở chặng thứ hai này của chúng tôi là chặng mà sẽ diễn ra ngay sau Tết âm lịch. Chúng tôi muốn mang mọi người đến với một khung cảnh thật sự là đẹp, thật sự là lãng mạn của Thanh Lanh để mọi người có thêm nhiều cảm hứng hơn để thi đấu ở chặng 2 của giải WGSN Tournament Ray to South Africa này. Và hy vọng rằng điều đó cũng sẽ mang đến sự hứng khởi để các golfer có thể có được những kết quả tốt hơn nữa. Tùy từng sân chúng tôi sẽ đưa ra những cái số lượng các golfer tham gia một cách cụ thể khác nhau. Ví dụ sân 36 hố thì chúng tôi cũng sẽ để đăng ký đến 240 golfer. Nhưng sân Thanh Lanh là sân 18 hố thì chúng tôi cũng không muốn là gì là nếu như nhận full là 144 người có thể chơi. Nhưng nếu như nhận full như vậy thì cái số lượng các fly đấu sẽ rất đông và chúng ta sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta phải vừa đánh vừa chờ nhau, và điều đó sẽ mang lại những cái trải nghiệm không tốt dành cho các golfer khi mà tham dự giải, và điều đó không đúng với tiêu chí mà W Group chúng tôi đưa ra cho các giải đấu mình, đó là gì, là mang đến những cái sự trải nghiệm thực sự tốt nhất dành cho các golfer. Và vì vậy mà chúng tôi cũng sẽ chỉ làm việc với sân và nhận tối đa là 128 khách cho chặng thứ hai của giải Ray to South Africa này mà thôi. Thanh Lanh rất đẹp và chúng tôi cũng đã có chuyến khảo sát và lựa chọn được những vị trí để đảm bảo được rằng các vận động viên khi mà thi đấu xong sẽ có những phút giây thực sự là thư giãn, thực sự là thoải mái và tận hưởng cái bầu không khí rất là đẹp, rất là thanh bình và cực kỳ rực rỡ của Thanh Lanh vào buổi tối. Còn lại tất cả những cái gì mà chúng ta đã nhìn thấy ở chặng 1 sẽ tiếp tục được tái hiện ở chặng 2. Chúng tôi là những người thi công toàn bộ các cái hạng mục của chặng 1, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mang những cái mô hình đó đến với tất cả các chặng tiếp theo ở các vùng miền trong cả nước cho giải đấu này. Và tôi hy vọng rằng là tất cả những cái sự nỗ lực của ban tổ chức cũng sẽ mang lại được cho các golfer một sự hài lòng và có một sự gắn bó với chúng tôi. Bởi rõ ràng là bất cứ một giải đấu nào tổ chức ra thì cũng cần có sự góp mặt của các vận động viên. Và khi mà các vận động viên góp mặt vào giải đấu của chúng ta rồi thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là sẽ mang được những cái gì tốt nhất, đẹp nhất và làm hài lòng nhất đến các golfer của mình. Cái mà tôi mong muốn đó là chúng ta đã tìm ra được 4 gương mặt ở chặng 1 rồi. Phía trước vẫn còn 32 tấm vé nữa để dành đến Nam Phi vào đầu tháng 11 tới. Và tôi hy vọng rằng ở Thanh Lanh này sẽ là những cuộc thi đấu rất là căng thẳng, rất là hấp dẫn cho đến những hố gôn cuối cùng. Và những người giành được tấm vé, 4 người giành được tấm vé đi Nam Phi ở chặng 2 này chắc chắn sẽ là những người thực sự xuất sắc. Tiếp tục hành trình tìm kiếm. 4 nhà vô địch của 4 bảng đấu trong số 128 golfer. Tại chặng 2, Thanh Lanh Valley Golf & Resort Vĩnh Phúc sẽ khởi tranh ngày 23 tháng 2. Ai sẽ là người chơi xuất sắc nhất mỗi bảng để có cho mình tấm vé đi Nam Phi vào tháng 11 năm 2024? Tham gia để có trải nghiệm tuyệt vời cùng WGSN Tournament Ray to South Africa 2024. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, sau sự kiện WM Phoenix Open, PGA Tour sẽ tiếp tục mùa giải 2024 của mình với sự kiện chỉ định thứ 3, Genesis Invitational. Genesis Invitational là sự kiện chỉ định thứ 3 trong chuỗi 8 sự kiện chỉ định của PGA Tour trong năm 2024. Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1926 với tên gọi Los Angeles Open.
Đây thường là sự kiện kết thúc giai đoạn West Coast Swing, trước khi các sự kiện tiếp theo của tour di chuyển về phía đông đến Florida. Genesis Invitational là một trong năm giải đấu duy nhất của PGA Tour, bên cạnh Arnold Palmer Invitational, RBC Heritage, Charles Schwab Challenge và The Memorial, mà những người chơi sẽ nhận được lời mời để tham dự. Do đó, số lượng người chơi sẽ giảm chỉ còn 120 người, khác với con số 156 như hầu hết các giải đấu khác. Sân chơi của Genesis thường được đánh giá sở hữu những golfer xuất sắc nhất. Genesis Invitational sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 2 tại Riviera Country Club ở Pacific Palisades. Để có được một vòng đấu dưới 60 gậy, các tay golf không chỉ cần có kỹ năng tốt mà còn cần được trợ giúp bởi những yếu tố như thời tiết, setup sân và một chút may mắn. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những gương mặt nổi bật trong làng golf đã từng đạt được thành tích ấn tượng này. Jim Furyk. Tại Travelers Championship 2016, Jim Furyk đã có một màn thi đấu xuất thần để ghi được 58 gậy âm 12. Đây là vòng đầu 58 gậy đầu tiên và cũng là duy nhất trên PGA Tour tính đến thời điểm hiện tại. Màn thi đấu thăng hoa bao gồm 10 cú birdie, 1 điểm eagle và 7 lần về par. Furyk cũng là golfer đầu tiên có 2 vòng đấu dưới 60 gậy tại các giải đấu chuyên nghiệp, khi anh đánh được 59 gậy ở vòng thứ 2 của giải BMW Championship 2013. Al Kaberger. Al Kaberger là tay golf đầu tiên đánh được 59 gậy trong một sự kiện của PGA Tour tại Colonial Country Club vào năm 1977. Kaberger đã ghi được 11 birdie và 1 điểm eagle trên sân 72 hố. David Duval. Phải mất đến 14 năm kể từ vòng đầu 59 gậy đầu tiên để thành tích này được lặp lại lần thứ 2 trong lịch sử PGA Tour. Và nó đến khi David Duval bước vào vòng cuối cùng của giải Bob Hope Chrysler Classic 1999. Annika Sorenstam. Vòng đầu 59 gậy duy nhất trong lịch sử của LPGA là vào ngày 16 tháng 3 năm 2001, khi Annika Sorenstam lập được kỳ tích này tại Standard Register Ping ở Phoenix. Scottie Scheffler. Scottie Scheffler đã ghi thêm vào sổ kỷ lục của PGA Tour một vòng đầu 59 gậy nữa trong vòng thứ 2 của Northern Trust 2020. Thành tích 59 gậy âm 12 của Scheffler được ấn định bằng cú đánh dài 4 feet để ghi điểm bớt đi ở hố par 5 cuối cùng. Đây là lần thứ 12 một tay golf PGA Tour đánh được dưới 60 gậy. Bryson DeChambeau. Bryson DeChambeau có vòng đấu thấp điểm nhất trong lịch sử Live Golf League trong vòng cuối cùng của Live Golf Greenbrier 2023 tại Old Whitecross với 58 gậy. Joaquin Neiman. Và tại sự kiện Live Golf Mayakoba vào đầu tháng 2 vừa qua, Joaquin Neiman đã xuất sắc hoàn thành vòng đấu dưới 60 gậy thứ 2 trong lịch sử LIV với thành tích 59 gậy trong trận mở màn mùa giải 2024. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Kính chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Xin cảm ơn công ty cổ phần AI Clip và VB đã tài trợ MC và giọng đọc cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.